Tóc Tiên bị lệch mặt về một bên, lý do khiến ai cũng bất ngờ. Tóc Tiên không ngần ngại chụp cận và lộ rõ khuôn mặt bị biến dạng. Chiều ngày 10 tháng 7, Tóc Tiên đã đăng tải hình ảnh khuôn mặt lệch rõ về một bên khiến cho nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm, tôi đếm ngược tới đúng một tiếng sau khi hết thuốc tê để biết đá biết vàng. À, tôi đi trồng răng. Trước đó khi chuẩn bị trồng răng, người đẹp đã bày tỏ sự hào hứng thông qua việc chọn nhạc, suy nghĩ chọn một danh sách nhạc hào hùng để can đảm đi làm răng chiều nay. Đây là danh sách nhạc tôi chọn khi đi làm răng. Và tôi chỉ kịp cắm tai nghe chứ chưa kịp bấm bắt đầu thì một mũi tim tê đã làm tôi sốn sang. Làm răng cả buổi với tai nghe mà không hề bấm bắt đầu. Cách đây vài ngày trước, Tóc Tiên từng buồn bã chia sẻ cô bị kiệt sức bởi lịch trình công việc dày đặc phải di chuyển giữa ba quốc gia là Mỹ, Thái, Hàn trong vòng 2 tháng vừa qua, phong cách sống hàng ngày hoàn toàn đảo lộn, dĩ nhiên ăn uống phủ phê và bỏ luôn tập luyện. Cỡ 1,2 tuần trở lại đây mình hay bị tâm trạng thay đổi, lên xuống thất thường, với một đứa mê ăn dữ dội mà ra Hà Nội chỉ ăn sáng cho có hương vị thì hẳn cũng có xíu vấn đề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.